minh triệu đồng hồ hiệu uh, xin chào các bạn mình là minh triệu hôm nay mình có về trên tay một chiếc zenith uh, đây là một chiếc rất là đẹp với mặt đều màu nâu cà phê đi kèm sẽ là một sợi dây da cá sấu rất là sang trọng sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mang mã quốc tế tên đầy đủ là zenith capstan 03.2110 400 gạch chéo 75.C498 một chiếc với đường kính sử dụng là size 42 mm độ dày là 9,75 cùng với cặp lung càng thiết kế cũng rất là cân đối anh em cổ tay cái tầm 16 đến 16.5 nó rất là đẹp ạ ở à bên trong mặt số của chúng ta nổi bật với nền nêu màu nâu cà phê một trong những cái màu có thể nói là cũng rất là hiếm tại thời điểm à với mặt đeo màu nâu cà phê lại được bảo vệ bởi lớp kính sapphire nó cong lên và mặt sapphire này của Zenith thì được phủ lớp AR chống phản quang chính như vậy thì anh em thấy là khi mà ánh sáng đi qua nó sẽ có một chút ánh xanh ánh tím tạo ra cái sự trong vắt cho mặt kính sapphire này đó à, nhìn trực diện thì anh em sẽ thấy bên trong mặt số sẽ có ba sắp đồ nằm tại các vị trí là 369 với cụ máy chronograph thì chắc chắn sẽ có đầy đủ những sắp đồ này à, tính năng đo giờ phút à, chúng ta sẽ có kim chính là kim dây small second nằm tại góc 9 giờ à, kim dây dài kết hợp với cả hai kim 3 giờ và 6 giờ thì sẽ để vận hành tính năng chronograph bằng cách là anh em sử dụng phím nằm tại bên hông góc 2 giờ và góc 4 giờ Đó. lịch ngay thì được bố trí tại góc 6 giờ và với ô lịch này thì anh em điều chỉnh lịch là kéo hết núm ra Đó, với cỗ máy Eprimero 36.000 VPH dao động này thì cái cơ cấu chỉnh lịch nó sẽ khác hơn một chút tức là bình thường thì anh em chỉnh vào nấc đầu tiên là vận lịch còn với chiếc Zenith này thì lắc đầu tiên sẽ là chỉnh giờ và nấc thứ hai mới là chỉnh lịch đó và bộ kim cọc của chúng ta được thiết kế bằng vàng rất là đẹp sáng, à, góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo ngôi sao 5 cánh của Zenith dòng chữ Zenith El Primero 36.000 VPH với cỗ máy có tần số rộng lớn như vậy thì kim dây chạy rất là mượt và nếu anh em soi cái kim dây này trên kính hiển vi thì thực sự nó chạy mượt kinh khủng luôn à, những cái cỗ máy thông thường thì 28.800 VPH là đã lớn rồi nhưng thì đây là một cỗ máy có cái tần số rộng rất là khủng à, chúng ta sẽ có mặt đầy ở bên trong nếu anh em nhìn nghiêng ạ nó sẽ hơi cong lên một chút nhé cong nhẹ để bo theo chiều cong của mặt kính này tạo chiều sâu hút hơn khi mà anh em nhìn trực diện phần thân trước này được tạo hình rất là đẹp và nó được hoàn thiện phay bóng à, với phần lung càng lắc tu lắc được uh, chuốt khá là cân đối ôm theo cái chiều cong của cổ tay khi mà anh em lên tay ạ à, vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ còn nùm chính với logo của Zenith biểu tượng hình ngôi sao năm cánh đó, đi kèm chúng ta sẽ có thêm một sợi dây da cá sấu màu đen và đây là sợi dây đã được anh khách của chúng ta nâng cấp rồi. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa xiên của Zenith với biểu tượng ngôi sao năm cánh được hoàn thiện nổi. Toàn bộ khóa của chúng ta cũng được thiết kế bằng thép 316L với đầy đủ chuyện ở bên dưới ạ. Cuối cùng là bộ máy sử dụng trên chiếc Zenith này, đó chính là cỗ máy Eprimero à, calibre 400. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ là 31 chân kính, tần số sử dụng là 36.000 VPH. Thời lượng chữ code là 50 giờ Quả văng được thiết kế quét skeleton để lộ ra ngôi sao rất là đẹp Ở đây quả văng chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin như là Zenith Primero này Menu Laylock Đây là nơi sản uh, sinh ra cái cỗ máy phức tạp này uh, Có thể gọi là một cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ Tạo ra rất là nhiều những thương hiệu lớn ạ Ở bên trong chúng ta sẽ có đầy đủ chuyện nữa Chúng ta sẽ có 31 uh, 400 đó là ký hiệu của số lượng trên kính cùng với cả mã bộ máy sử dụng là Calibre 400 à, các cái bánh răng màu vàng rất, là đẹp anh em thấy cỗ máy của Zenith rất là phức tạp phần đáy của chúng ta thì sẽ được cố định bởi bốn con ốc vít nằm tại bốn điểm và chúng ta sẽ có đầy đủ là Zenith El Primero uh, mã reference số number đó. Ở chiếc Zenith của chúng ta thì đang được bán với mức giá retail rất là cao và trong video này thì bên mình về một chiếc với tình trạng là qua sử dụng độ mới rất là tốt mà giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 72 triệu thôi một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ được mệnh danh là ngôi sao sáng trên bầu trời của đất nước Thụy Sĩ mức giá giao lưu rất là tốt và nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm địa chỉ là 217 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD tức là anh em nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát tuy nhiên với sản phẩm chính hãng sản phẩm giá trị cao anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình choàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.